Hửi bồn cầu. Hửi liền. Hửi. Có vẻ như hôi quá. Kinh điển. Bồn cầu hôi. Tránh xa ra liền. Hôi quá trơn. Muốn xỉu luôn nha. Hôi quá nhai luôn bồn cầu. Cho mày chết. Liên hệ người hút hầm cầu. Hãy lại hút hầm cầu giùm ha. Hỏi giá hút. Lấy rẻ thôi nha. Giá cả thương lượng xong. Thank you very much. Tránh ra để người ta hút. Tránh ra liền luôn. Tới phụ người ta hút. Cần giúp đỡ nằm gì không? Nằm xuống hửi còn hôi không? Nằm xuống liền. Hình như bớt hôi rồi. Mừng rỡ khi bồn cầu hết hôi. Vui quá bồn cầu hết hôi rồi. Lại ký tên. Tính tiền đi. 2 triệu. Mắc à? Nhả bồn cầu ra. Nhả rồi. Trả tiền đây. Hút em đi anh. Liếm nước mũi. Hửi nách. Hôi quá ông ơi. Tránh ra. Cô có thấy kỹ năng người nước ngoài người ta dạy hay ghê không luôn? Hay bà cố luôn á. Cô có muốn được dạy gì không? Vậy là phải liếm bồn cầu hả? Đúng rồi, muốn khôn là phải biết liếm bồn cầu. Hiểu rồi. Vậy ngày mai ba đăng ký cho con học nha. Làm thiệt hả? Ai giỡn với mày? Thôi bỏ đi ba. Bỏ hả? Bỏ đi, con không muốn khôn đâu.